Thời gian qua, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng liên tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế. Tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế từ đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ trên 99% số doanh nghiệp đang hoạt động, qua đó giúp giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính, số lần khai thuế. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ của ngành thuế Đà Nẵng tiếp tục được đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế với tin, bài viết, video tuyên truyền được xây dựng linh hoạt, sáng tạo, đăng tải trên website của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo. Thì với cái tuyên truyền mới này á, thì chúng tôi thấy là nó hiệu quả nhanh và nó đem được các cái chính sách thuế, đặc biệt là những các cái chính sách về miễn giảm gia hạn nộp thuế trong cái điều kiện dịch bệnh đến với doanh nghiệp một cách kịp thời nhất. Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng luôn khuyến khích người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch với cơ quan thuế và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thuận tiện giao dịch với cơ quan thuế. Khi được sử dụng thì mình thấy là rất là tiện lợi. Thứ nhất là mình có thể là mình kiểm tra được những cái lịch sử giao dịch của mình trước đây. Rồi thứ hai mình có thể kiểm tra được là những người phụ thuộc nè. Rồi mình sẽ kiểm tra được những cái thông tin mà mình cần quan tâm á, rồi những cái giao dịch về thuế trước đây của mình, thì mình thấy đây là một cái ứng dụng rất là hay. Việc Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế đã giúp người nộp thuế giảm đi chi phí và thời gian trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Và nhờ đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nên người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ thuế mọi lúc, mọi nơi. Gần đây so với trước thì ví dụ tới cơ quan thuế rất là đông, mình phải thời gian chờ đợi rất là lâu. Còn bây giờ thì mình tới chỉ là thủ tục mình đã làm ở trên internet, trên mạng rồi. Mình tới chỉ cần là đóng dấu xác nhận và đọc mã số thuế ra tra xong là mình về. Chỉ là tốn thời gian rất là ít. Ngoài ra, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cũng đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp người nộp thuế duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Đồng thời không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm mà dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế, kết hợp với thông tin từ các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và thông tin truyền thông để xác định kịp thời, chính xác các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gian lận, trốn thuế. Việc khai thuế điện tử là sấp xỉ đạt trên 99%, gần như 100% các đối tượng là đều khai nộp tờ khai thuế điện tử, và cái nộp thuế điện tử thì cũng đạt được trên 98% cái số tiền nộp vào ngân sách là theo phương thức điện tử. Về hoàn thuế điện tử thì thực hiện đúng cái chỉ đạo của Bộ Tài chính là những cái dự án đều hiện nay người nộp thuế đều gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Rồi các cái hồ sơ xin miễn giảm thuế, các chính sách thì đều được gửi đến phương thức điện tử. Cái số người nộp thuế đã đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới tại Nghị định 123 và Thông tư 78 đã thành công. Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, toàn ngành thuế tiếp tục cung cấp các dịch vụ thuế số và các dữ liệu điện tử để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần nâng cao xếp hạng của Việt Nam về mức độ đơn giản, thuận lợi về thuế.